我开始美丽的际遇，你来自东或西都没你倒凡事不要慌，先把手指掏出来拍个朋友圈看看。又想开没有太多太多原则开遇到凡事不要慌，先把手机掏出来拍个朋友圈。我立马见上外迎风唱歌前来，岁月已经更改，师兄依然自在。我立马见上就喝了这点个下去浪啊。奶奶要吗？Trời ơi. Chết rồi. Chết rồi. Trời chết rồi. Tại gì? Cứ phải em ơi. Mua gì được không? Quá đứa đã nó bỏ phép một tặng đi. Em mới ăn chân. Em mới không có. Tao ra mình tao chớ phòng cái gì mà ní thì lời gì mà ăn cho không gì.
Tụi bạn nghe tài xế nè, khổ lắm mấy bạn ơi. Không nghĩ về cha mà gà chân thắng, không nghĩ về mẹ thì về nhẹ chân ga, mà ra đường mà thấy con ghệ mà đi chung với thằng nào á thì về số mà đạp hết ga thôi. Tài xế đi.遇到凡事不要慌，先把手机掏出来拍个朋友圈，看看这个电梯卡在这儿动也不动。上，哎呀，穷人家的孩子没办法，他妈的随随便便洗个车都40块呀，这肯定自己洗呀。哎呀，这个哪里有办法？这个钱哪里花得起呀？给车加40块油不好吗？啊，加油不香吗？他妈的！被我的可爱咬一口，灵魂都专业的演员吗？